Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với mọi người khám phá khu dân cư rất là đặc biệt, một khu dân cư gọi là quận 7, là Sedeco ven sông. Nói đến khu dân cư này thì chỉ vỏn vẹn khoảng hơn 27 hecta thôi, nhưng mà vị trí đắc địa ở chỗ là nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh và ba mặt tiền của khu dân cư này giáp sông. Như quý anh chị đang nhìn thấy, Phước Sửu đang di chuyển, đó là một công viên bờ sông rất là đẹp. Đối diện của mặt của Phước Sửu là một cái công viên bờ sông và một cái bờ sông rất là lớn. Nhìn qua bên kia thì toàn là dừa nước và một cái hệ thống sông chằng chịt, gọi là xanh mang mát ha. Thì hôm nay Phước Sửu giới thiệu cho quý anh chị những cái thực phẩm mà nằm trong khu dân cư ven sông này. Đó là những cái lô đất biệt thự của khu dân cư ven sông này. Thì những cái lô đất này là nằm đối diện trực diện ra bờ sông này. Với diện tích thì nhiều chủng loại. Như Phước Sửu có thể giới thiệu đến quý anh chị, đó là diện tích khoảng là ngang 12 hoặc là ngang 15 và dài khoảng 20. Với những cái vị trí thì có thể có chiều dài dài hơn. Thì nói đến khu dân cư này thì một khu dân cư pháp lý cực kỳ an toàn và đầy đủ. Ở đây thì gọi là pháp lý là đã có sổ hồng riêng và một... Ở đây thì khi mà gia chủ mà chọn lô đất như vậy á, thì những căn biệt thự gọi là tự do theo ý thích, thì mỗi nhà có thể đi co theo cách của mình và có thiết kế hồ bơi, sân vườn ở đây nữa, thì gọi là một cực phẩm phải không quý anh chị. Và một điều đặc biệt thì với cái vị trí này á, di chuyển về Phú Mỹ Hưng chỉ có mất khoảng 2 phút thôi, di chuyển đến Lotte cũng tầm mất 3 phút, và quý anh chị mà di chuyển về trung tâm của chợ Bến Thành thì tầm khoảng 10 phút đi xe hơi. Một cái vị trí đắc địa và bao quanh gọi là một bước chân ngàn tiện ích. Một bên nữa là đối diện ngay trường đại học Remix. Thì gọi là không còn gì là tốt hơn nữa. Có nhiều cái thông tin hơn về cái dự án này và lô đất này thì quý anh chị alo ngay cho Phước Sửu nè. Quý Phước Sửu sẽ thông tin đồng. Và đặc biệt là có một mức giá bán rất là tốt, gọi là đầu tư lý tưởng và an cư lâu dài. Xin chào quý tao, Phước Sửu sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn và nhận ký gửi mua bán tất cả những sản phẩm nhà đất tại Nhà Bè, Bình Chánh, quận 7. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.